Chào anh em, như anh em đã biết thì mình là một freestyler football, đúng không? Thì cũng rất nhiều người hỏi mình là một freestyle như mình thì vô sân đá có tốt không? Có múa được skill trong sân không? Có bị bem gãy giò hay không? Ok, trong clip ngày hôm nay thì sẽ trả lời cho vấn đề đó. Một freestyler như mình có đá bóng tốt hay không? Một clip tổng hợp những pha bóng hay của mình trong năm 2020. Thì mọi người cùng xem nhé. Thank you.
Và đó là phần 1 thôi, những pha bóng trong năm 2020. Còn phần 2 nữa là mình sẽ ra vào cuối năm nay 2021. Mọi người cùng chờ xem nhé. Và nếu anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh đón chờ các video clip trong thời gian tới. Mình là Phạm Trọng Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.